Hello các bạn đã tới kênh của Quang Trà Vả Lửa. Hôm nay Quang sẽ dẫn các bạn đi một chỗ rất là thiêng liêng ha, và rất là thiêng liêng và về hướng về tâm linh của xứ Huế. Và đây là cái đền của Đức Mẹ La, nhà thờ của Đức Mẹ La Vang. Xin mời các bạn coi đây ha, đây là cái chỗ mới xây khu thánh địa của nhà thờ lớn nhất, linh nhất là Đức Mẹ La Vang ha. Mình cũng đây thì mình sẽ đi vòng vòng quay cho các bạn coi ha. Chỗ này đấy, Quang có dịp tới đây 2 lần, cách đây là 10 năm và 7 năm. Thì cái nhà thờ lúc đó thì rất là nhỏ ha, còn bây giờ thì rất là đẹp rồi. Đây là phía trước của nhà thờ đây, bên trái là bãi đậu xe. Hôm nay sẽ tham quan chi tiết về nơi thánh địa của Đức Mẹ La Vang. Chỗ này Quang còn nhớ là lúc trước Quang có tới là chỗ này nè, chỗ Đức Mẹ đây. Lúc trước thì nó chỉ có bên đây thôi, rất là nhỏ. Giờ thì là xây. Đây là cái nhà thờ cũ đây. Đây là chỗ thánh lễ ngoài trời, chỗ Đức Mẹ La Vang. Hai bên là chỗ ngồi. Đây là phía sau của tượng Đức Mẹ La Vang ha.
và phía sau đây là cái bảng của tượng của 15 thánh tự đạo Việt Nam. 115 người thánh tự đạo Việt Nam đã tự nạn trong người. Khu này rất là đẹp và rất là yên tĩnh ha các bạn ha. Không một tiếng ồn ào. Ngoài nhạc thánh thôi. Các bạn nghĩ sao về thánh đường mới của nhà thờ mới của Đức Mẹ La Vàng? Hãy comment below nha. Chúc Nữ Quang sẽ dẫn hướng dẫn các bạn đi cho trong đó luôn để coi coi đẹp cỡ nào nha. Rồi Quang sẽ dẫn các bạn đi vô nhà thờ mới xây rất là đẹp. Rất là lớn luôn các bạn ơi.
Hình như cái này chưa xong á. Mình thấy cũng còn sơ sót nhiều thứ á. Đúng rồi, chưa xong các bạn ơi. Xong chắc đẹp lung linh luôn á. Từ trên nhìn xuống á, vẫn giữ cái đền cũ đó ha. Wow, quá đẹp. Coi nào. Wow, quá vĩ đại luôn các bạn ơi. Ánh sáng tự nhiên. Cái này là có ban công trên nữa ha. Tầng 2 nè. Cầu thang đi lên. Cái này chiều mà làm thánh lễ là hết sảy luôn. Hàng ghế nha. Tầng 2. Cái này chắc chứa cũng ít khoảng 1000 người. Mỗi lần làm thánh lễ là hết sảy luôn á. Đây là phía sau phía trong. Cầu thang còn dàn giáo nhiều lắm nè, đang xây. Rồi đi. Đây là sao? Phía sau khánh lệ. Rất là rộng các bạn ơi, đẹp và rộng, to là đúc không à, không. Phía ngoài đúc không à. Đây có phòng ốc đây. Có hầm nữa ha. À, giờ mình không đi xuống dưới. Nói chung là mình cũng cố gắng quay rất kỹ cho các bạn xem ha. Thì có gì sơ sót thì mình các bạn bỏ qua. Đây. Nói chung mình có ấn tượng là với cái chỗ này ha. Rất là thoáng. Đây. Tự nhiên, ánh sáng tự nhiên luôn. Có cầu lên tới đó luôn. Chắc nó tạm thôi sao. Nói chung cái phía bên này cũng như phía bên kia ha, nó symmetrical với nhau, giống nhau, rất thoáng luôn. Cửa mốt sẽ có cửa vô nữa. Cửa này chắc cũng lớn á.
Cái này bên phải, phía phải của nhà thờ. Đây là chắc cái nhà nhà nghỉ của mấy cha đây. Đất rất rộng các bạn ơi. Coi nào. Bao la là phía sau dàn cây à. Thiên nhiên đẹp lắm. Tường bê tông không rào nữa hết. Màu ngói màu xanh với màu trắng ha, là màu có hai màu của Đức Mẹ. Các bạn nào có dịp về Huế thì từ Huế ra đây chúng khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi các bạn. Thì mình nghĩ cái này chứng trong vòng cũng xong hết rồi, chỉ có là Tân Trang lên thôi. Chắc cũng khoảng mình nghĩ chắc cũng cao lắm chừng năm nữa là xong. Thì các bạn nào mà có dịp về Việt Nam thì đi Huế ha, nghĩa để tham quan thăm viếng Đức Mẹ La Vang. Này mình nghĩ là mốt là làm lễ là ra tuốt ngoài này luôn đó. Nếu mà thánh lễ lớn à, lễ lớn ra tuốt ngoài này luôn. Rồi thì cái chung là đơn giản là vậy nha các bạn. Thì mình quay sơ vậy thôi, đang làm chưa có xong. Thì mình nghĩ còn năm nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video Quang thăm viếng Đức Mẹ La Vang. Xin các bạn hãy like, subscribe và share ha.